Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2021, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test một bộ lúc man mới về trong buổi tối của ngày hôm qua. Có modem C9M10 và cửa hàng thì cũng đã phối ghép một bài test lên kênh rồi. Và cửa hàng cũng đã quay rất chi tiết sản phẩm trên kênh khi thông báo hàng về. Và ngay buổi sáng của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại của những vị khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm này và liên hệ để tham khảo giá. Và các bác có nhu cầu thì đặc biệt hơn, có một bác khách hàng đã chốt sản phẩm ngay trong buổi sáng của ngày hôm nay. Vâng, giá dưới 142 triệu một chút. Và anh thì có mua rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Và ngày hôm nay thì bác chốt một bộ sản phẩm này rất là VIP. Và bộ sản phẩm này thì rất là nặng luôn nhé. Cửa hàng phải đóng làm 2 kiện và phải đóng gỗ để gửi tới gia đình cho khách hàng qua đường bưu điện. Vâng, vậy bộ sản phẩm của ngày hôm nay C9M10, cửa hàng sẽ test tiếp một video ngắn để gửi tới quý vị và các bạn có thể biết những sản phẩm gì đã có chủ và xin test gửi cho anh khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, và trong clip này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cả một chiếc đồng hồ cho một vị khách hàng cũng đã chốt đơn bên cửa hàng. Chiếc đồng hồ mới về trong buổi tối ngày hôm qua thì còn nguyên thùng hộp đây. Và sản phẩm của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho hai vị khách hàng có danh sách đặt hàng như sau. Vâng, vị khách hàng đặt một bộ dè bao C9M10 của hãng Lukman này thì tuyệt đẹp này. Và anh có địa chỉ ở rất xa so với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, sản phẩm này thì anh khách hàng cũng chốt đơn trong buổi sáng của ngày hôm nay. Và anh có địa chỉ như sau. Anh xin được giấu tên. Anh có địa chỉ tại Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Một bộ siêu phẩm rất đẹp và kiếm được bộ đẹp như thế này cũng rất hiếm luôn. Và đặc biệt hơn thì bộ sản phẩm này được thiết kế gỗ bóng piano, nhìn rất sang chảnh nhé. Nhưng bác khách hàng thì không đặt chiếc đầu, chắc nhà anh cũng có rồi. Vâng, sản phẩm tiếp theo cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ ở Cửa Lò, Nghệ An. Anh chốt một chiếc đồng hồ shop mới về trong buổi tối của ngày hôm qua. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ test nhạc và quay chi tiết lại một lần cuối cùng. Và đây là những sản phẩm cửa hàng sẽ phải đóng rất là cẩn thận. Và riêng một cục M10 này thì hai người khênh vẫn còn lặng luôn nhé. Và cửa hàng sẽ đóng và thuê đóng gỗ để gửi tới gia đình cho anh. Vâng, tất cả sản phẩm thì đẹp zin nguyên bản. Và sau đây cửa hàng sẽ test nhạc để gửi tới vị khách hàng. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ có địa chỉ ở Nghệ An. Anh khách hàng có địa chỉ ở Nghệ An chốt đơn này. Vâng, sau đây quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm một lần nữa qua một bộ sản phẩm Lukman C9M10 trước khi được rời khỏi cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, cái chỗ này thì anh khách hàng về có cái nút chỉnh ở đây nhé. Hàng nó còn đẹp nên là nó rất là mút. Chỉnh âm sắc là ở phần này nhé. Sau clip này cửa hàng sẽ đóng gói cẩn thận và gửi hàng cho khách hàng có đơn đặt hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh khách hàng đã liên hệ để đặt hàng. Vâng, các bác khách hàng có thể nhìn thấy một bộ đèn khô quá đẹp luôn. Gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Vâng, và hôm nay ngày của mẹ, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng sẽ test một bản test này để gửi tới khách hàng của mình, cũng như là gửi tới tất cả những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành của mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru, đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan, để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai,
cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cô lặn lội sớm mai phải gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biết xa xao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếm giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con con. Quý vị và các bạn đã được nghe một lần nữa chất âm của một bộ M9, C9, M10 về trong ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã test một bài test trên kênh. Và đây cũng là clip cuối cùng. Cửa hàng xin test gửi vị khách hàng có địa chỉ ở Phú Yên. Và một chiếc đồng hồ cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ ở Cửa Lò, Nghệ An. Vâng vậy, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai anh khách hàng trong clip của ngày hôm nay, và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng đang theo dõi và quan tâm kênh của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.